Để nhạc nền chúng tôi rất nhỏ thôi ạ. Tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn là bán hàng bằng phương pháp livestream. Ở đây có bao nhiêu người đang bán hàng bằng phương pháp livestream rồi giơ tay ạ? Nhiều ạ. Bán được bao nhiêu đơn một ngày ạ? Ít nhất 3 đơn. Ít nhất 3 đơn nhờ livestream ạ. Vâng, thế thì tí nữa chị sẽ lên chia sẻ kinh nghiệm cho những đại lý khác ạ. Vâng. Nếu mà mọi người livestream tốt ấy, mỗi ngày bán vài đơn hàng là bình thường. Đúng không ạ? Vâng. Tại vì quá rồi anh ạ. Đầu tiên thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái sai lầm khi mà các bạn bán hàng trực tuyến ở trên mạng. Các anh chị thì cũng đã bán hàng rất là nhiều rồi. Vâng, các anh chị đã bán hàng rất nhiều rồi. Vậy thì vấn đề của các anh chị là gì ạ? Tôi thì tôi đưa ra một số những cái vấn đề như thế này ạ. Nhanh thôi ạ. Thứ nhất là chúng ta thường là lo sợ thiếu vốn, ít vốn hoặc là không có vốn khi bán hàng ở trên mạng. Cái phần này thì các anh chị thấy rằng khi mà chúng ta mới vào nghề, chúng ta thường có những cái nỗi lo lắng này. Thế nhưng mà với một cái dòng sản phẩm như là các anh chị đang làm với Trang Bon chẳng hạn, thì các anh chị thấy mình có cần nhiều vốn không ạ? Không cần nhiều vốn lắm đúng không ạ? Và tôi nghĩ là không biết là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ chắc khoảng 100 triệu là đủ đúng không ạ? Có nhiều không ạ? Và tôi nghĩ chắc là khoảng 100 triệu tiền mặt đấy là mình có thể làm được rồi, hoặc là 30 triệu, 50 triệu là làm được. Vốn không phải là vấn đề lắm, đúng không ạ? Chúng ta lo sợ là chúng ta không bán được hàng. Mọi người có lo sợ điều đấy không ạ? Có lo sợ không ạ? Vâng. Nếu mà mọi người lo sợ không bán được hàng thì mọi người sẽ làm được gì ạ? Thường thì nếu mà những người mà có tâm lý lo sợ khi bán hàng không bán được, bị ế, thì những người đấy rất khó thành công. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta bị một cái người ta gọi là gì? Giới hạn về niềm tin. Chúng ta tin rằng là chúng ta không làm được thì làm sao mà chúng ta làm được, đúng không ạ? Đấy là cái giới hạn về lòng tin, mình phải phá bỏ cái này. Bây giờ giả sử mình mới bán hàng, mình sợ là không bán được, cái đấy là một sự cẩn thận. Thì mình sẽ làm thế nào? Mình sẽ nhập ít hàng thôi. Mình học trước đi, học kỹ đi, rồi hãy nhập hàng. Bán hàng ở trên mạng là một cơ hội kinh doanh rất tốt, các bạn đừng nghi ngờ gì về điều đó. Nếu các bạn không bán thì người khác sẽ bán. Các bạn không kiếm được tiền thì người khác sẽ kiếm được tiền. Nhà trong tương lai, từ nay đến năm 2025, tôi khẳng định với các bạn rằng là tương lai gần như là những cái ngành bán lẻ truyền thống sẽ bị xóa sổ. Mọi người sẽ mua hàng trực tuyến hết. Tôi không biết nhà anh chị nào, nhưng mà ví dụ như nhà tôi chẳng hạn là bây giờ kem đánh răng đúng không ạ? Thực phẩm là chúng tôi toàn mua trên mạng hết. Vì ví dụ như tôi đi làm cả ngày nên tôi không có thời gian. Vậy thì các bạn hãy phục vụ những người có tiền mà không có thời gian bằng cách bán hàng ở trên mạng. Đúng không ạ? Chúng ta muốn bán được nhiều đơn hàng, mọi người đều mong muốn bán được nhiều đơn hàng đúng không ạ? Thì một lát nữa ta sẽ nói đến cái phần làm thế nào để bán nhiều đơn hàng. Chúng ta không dám nhập hàng. Tôi biết là mình trở thành đại lý của Trang Bon Cosmetics thì các anh chị phải nhập hàng rồi. Đúng không? Và có những người ta không muốn nhập hàng hoặc là không dám nhập hàng. Nhất là các chị đại lý ở đây muốn thuyết phục một đại lý cấp dưới của mình. Các chị có gặp phải vấn đề đấy không ạ? Họ không muốn nhập, họ không dám nhập. Các chị thì nhập rồi, nhưng mà cái người mình sắp thuyết phục vào này này, ôi dồi ôi, em thấy lo lắng lắm. Vậy thì làm thế nào để mình thuyết phục được họ? Mình phải chỉ cho họ thấy rằng nếu bạn không dám nhập hàng thì làm sao bạn có thể là bán được hàng? Bởi vì bạn còn không tin vào sản phẩm đấy, làm sao người khác sẽ tin được? Việc đầu tiên bạn chứng minh tình yêu của bạn đối với một sản phẩm, một thương hiệu là việc bạn phải sử dụng sản phẩm đấy đã. Tôi không khuyên các bạn nhập ngay. Các bạn, tôi sẽ dạy các bạn cái cách như thế này. Các bạn có thể bán một sản phẩm mẫu. Các bạn sẽ bán một, hai sản phẩm mẫu cho cái người mà các bạn cảm thấy họ là gì? Là đại lý tiềm năng của mình. Hoặc thậm chí mình có thể chơi một cái bài mà gì ạ? Cao hơn nữa là mình tạm chính xác đấy ạ. Coi như đấy là một khoản chi phí và đề nghị phía công ty hỗ trợ. Mình tặng họ, họ trải nghiệm sản phẩm họ thấy tốt thì mình sẽ bảo họ mua hàng và dùng. Sau đó mình dần dần thuyết phục họ trở thành đại lý. Đấy là một trong những cách tốt nhất để phát triển đại lý.
Còn nếu mình cứ thao thao bất tuyệt, mình nói người ta không tin đâu. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Cũng không cần phải quay live stream làm gì cả, cứ tập trung viết bài đi. Tôi nói thật, mọi người đến đây để học, không phải đến đây để live stream. Video này chúng tôi quay bằng máy to đây rồi, chúng tôi sẽ gửi lại cho. Đấy, ngồi ở dưới ghi chép vào về để còn tăng trưởng doanh số. Không mấy hôm nữa chị Trang gì để bảo là em mời thầy đến đây là thì mọi người chẳng chịu học, thì cứ toàn ngồi phát live stream đi chụp ảnh thầy thôi. Lỗi là tại tôi đẹp trai quá. Vâng. Được chưa ạ? Tiếp tục. Vâng, lo sợ là học bán hàng trên mạng là khó. Mọi người có gặp những cái phản hồi như vậy không ạ? Tôi là giảng viên đại học, các bạn biết không ạ? Các bạn chưa biết đúng không ạ? Tôi là giảng viên đại học và tôi giảng dạy về thương mại điện tử đấy ạ. Rất nhiều những cái chị ở quê hay là ở những vùng khác gọi đi ạ, nhắn tin cho tôi bảo là thầy ơi, em rất là muốn bán hàng trực tuyến, nhưng mà cái đoạn sau nhưng mà nó mới đau đầu. À, nhưng mà em không có máy tính, nhưng mà em không biết dùng internet, đúng không ạ? Nhưng mà em không biết chơi Facebook. Đấy là những người ta nói những cái câu là gì ạ? Muốn làm thì tìm giải pháp, mà không muốn làm thì tìm lý do. Mà lý do thì bao giờ cũng to hơn mục đích. Như thế thì làm sao mà mình bán được hàng, đúng không ạ? Và tôi trả lời các anh chị biết, tôi trả lời với những người như vậy bằng cách nào ạ? Các anh chị phải hiểu rằng là gì ạ? Người ta tiếng Anh người ta có một cái câu là learn more, earn more. Bạn học nhiều, biết nhiều thì bạn sẽ kiếm được nhiều. Learn more, earn more. Học nhiều thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Nha. Những người giàu có không có nghĩa là người ta học giỏi, người ta giỏi, nhưng phần lớn những người giỏi thì sẽ nhiều tiền. Tôi nói là những người nhiều tiền không có nghĩa là họ giỏi, nhưng phần lớn những người giỏi thì họ sẽ nhiều tiền, có đúng không ạ? Bởi vì họ rất chăm chỉ học tập. Đấy. Tôi không có kỹ thuật vân vân. Gặp những trường hợp như vậy, nếu mình không thuyết phục được theo cách như vậy thì mình hãy buông. Bởi vì những người này không dạy được đâu. Nếu họ không thay đổi được tư duy, không thể dạy được, mình mất nhiều thời gian với họ. Ô ạ, slide của tôi đâu ạ? Vâng, một số người thì lựa chọn sản phẩm kém chất lượng. À, tôi không có ý nói là thương hiệu của các anh chị là kém chất lượng. Tôi đang nói là cái sai lầm của họ, đúng không ạ? Là họ ăn sổi ở thì chứ mà họ lựa chọn những cái sản phẩm có lợi nhuận cao và sản phẩm không có chất lượng để bán, để người ta hấp bán, người ta kiếm tiền ngay. Và tôi có lời khuyên với các anh chị là như nào ạ? Bán gì thì bán, đừng bán lương tâm, nhớ không ạ? Đời mình đằng nào cũng là một đứa làm sale. Các anh chị có đồng ý với tôi là các anh chị đang làm sale không ạ? Là một người bán hàng không ạ? Đời mình đằng nào cũng là một người làm sale thì hãy chọn sản phẩm tốt mà bán. Đừng để suốt ngày nó bình phẩm, nó phàn nàn là sản phẩm của chị không tốt, đúng không ạ? Em mất lòng tin với chị, mất thời gian. Những đứa như thế là mình nách ra, đúng không ạ? Và mình phải lựa chọn những sản phẩm tốt. Và tôi tin tưởng rằng là với nhiều năm sản phẩm của anh chị ở đây, và với nhiều năm sản phẩm của anh chị ở đây thì sản phẩm của các anh chị đã trải nghiệm được rồi. Tôi nói thì nó hơi thiếu khách quan, nhưng các anh chị là người trực tiếp trải nghiệm, được chưa ạ? Vâng. Rồi sao nữa ạ? Sợ cạnh tranh, tầm nhìn thì ngắn hạn, đúng không ạ? Dễ hài lòng với kết quả hiện tại. Bao nhiêu người đang hài lòng với kết quả hiện tại ở đây giơ tay ạ? Ví dụ tháng em kiếm được 5 triệu, em vui lắm rồi. À, bao nhiêu người đang hài lòng với kết quả hiện tại? Chị Trang, chị có thúc là ôi dồi sao tháng này bán kém thế, bảo không em bán hết được rồi. Chồng em chỉ có nhu cầu là hai vợ chồng tháng kiếm chục triệu đã được rồi. Bao nhiêu người ạ? Mọi người có muốn gấp đôi ạ, gấp ba số đấy không ạ? Có muốn đúng không ạ? Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là nếu muốn thì phải làm gì? Thì cái đoạn đấy lại chưa nghĩ được. Đoạn đấy nghĩ rất đầu lắm, em phải đi ngủ đã. Mình phải có mục tiêu. Tôi không nói là mọi người đặt mục tiêu một cách là dẻo hoang tưởng. Tôi không nói như vậy. Mình không đặt mục tiêu một cách hoang tưởng, nhưng mình phải có mục tiêu. Bây giờ là mình phải gấp đôi, và mình đặt câu hỏi là làm thế nào để có thể gấp đôi. Mình sẽ đưa ra giải pháp. Vâng. Ok, thôi được, để yên đấy, đừng động vào của tôi nữa.
đừng sờ vào đấy vì tôi sẽ tự làm được hết. Vâng. Đấy,